Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh NeoVT Official. Thì hôm nay mình xin phép làm một video mở đầu trong chuỗi những video về server Đại Phật Sơn của website công thành chiến xưa.com. Video nói về chủ đề những món đồ siêu phẩm và giá cả, tình hình kinh tế chính trị thị trường tại server Đại Phật Sơn từng ngày theo tuần. Nói chung là mình rảnh mình sẽ làm. Và hiện tại anh em chúng ta đã thấy thì mình đang luyện kêu, chuẩn bị lên cái kêu 11 là cái kêu mà đường môn có thể bắn ra các tia, chuẩn bị lên cái tầng 2 rồi anh em ạ. Rất là hấp dẫn. Ôi, như vậy là đường môn là qua cái kêu thứ 11 bắt đầu nổ đam rồi. Thì hiện tại đây là server Đại Phật Sơn của công thành chiến xưa.com, một server đồ xanh cày cuốc, một server mà chúng ta thấy là tống kim 500 mặt tay và sức chứa của nó là lên tới 12.000 ạc, và hiện tại nó là 10.500 ạ đang online đó. Và bây giờ mình sẽ xin phép làm cái chuỗi series video nói về tình hình kinh tế thị trường tại server này theo tuần, hoặc là lúc nào mình rảnh mình sẽ làm, mình cập nhật cho anh em. Và hôm nay thì mình bớt chút thời gian, mình cập nhật tình hình kinh tế cho anh em là kim nguyên bảo đang giá là 80 vạn một kim nguyên bảo, và có thể là lên tới 90 vạn tùy là tùy người. Nếu anh em cần bán thì nếu mà sẽ bán giá 80, nếu cần lắm thì anh em cũng có thể 90. Nói chung là dao động từ khoảng 75 đến 90 vạn một kim nguyên bảo. Mình làm cái video này muốn chủ yếu là muốn giúp cho những anh em nào đi làm không kịp thời cập nhật nền kinh tế tại server, thị trường chợ đen tại server này, nên là rất là mong tất cả anh em ủng hộ. Và bây giờ mình sẽ bóc một số món đồ mà gọi là VIP. Có lẽ những món đồ đã kịp bán cho những tay ăn chơi, và cũng những món đồ chưa kịp tới tay ăn chơi. Nên là anh em có thể xem, và nếu có tiếc nuối hoặc là biết giá trị của từng món đồ khi mà chúng ta nhặt được. Tại vì có rất là nhiều anh em mới không biết tình hình giá cả của những món đồ mình nhặt được như thế nào, nên mình làm video này để cho anh em biết được cái giá trị của từng món đồ, cũng như là biết tình hình giao dịch tại server nó như thế nào. Đây, món đầu tiên chúng ta thấy là đây, một cái áo thể thổ. Áo này được một cầu thủ đang giao bán lúc hồi sáng anh em ạ, không biết về tới tay ai rồi. Giá ông đó giao bán là 3 kim nguyên bảo, tức là 3 nhân cho 70 là 210.000. Anh em có thể thấy là một cái áo mà rất là BD, chỉ sinh lực 38, phục hồi một dòng phục hồi và chống độc thắng băng, mà giá 210.000 Việt Nam đồng. Anh em thấy chất lượng không? Không biết áo này về tay ai rồi thì mình không rõ, nhưng hiện tại thì chắc chắn là không thấy giao nữa, khả năng là có người mua rồi. Rồi tiếp đến cái món thứ hai, sinh lực kháng sinh lực 74, kháng hỏa 15, không biết món này bán nhiêu, hình như là 1 hay 2 kim gì đó anh em ạ. Khá là ngon. Thứ nhất là tại server này là một server đồ xanh, đồ rất là có hiếm, nên là những món đồ này thì thật sự là nếu anh em chơi những server khác cảm thấy nó cùi, nhưng thật sự là một cái món nhẫn này nhật thì cái dòng kháng hỏa với sinh lực, khi nào mà hết đồ kim phong thì cái nhẫn này thật sự là rất là giá trị. Không biết là anh em nếu mà ra cái nhẫn này thì theo mình thì mình mua khoảng một kim là mua được 60.000 cũng mua được. Đó, đây là món đồ thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em, để cho những anh em nào biết được giá trị của từng món đồ, cũng như cảm thấy tiếc nuối khi mình không online vào thời điểm đó để mua những cái món đồ này. Món thứ ba, mặc dù cái món này nó cảm giác nó hơi cùi cùi, nhưng mình cảm thấy nó rất là ưng ý. Mặc dù cái dòng làm chậm 30 ẩn 2, nếu mà 30 ẩn 1 thì khá là ngon ở trong giai đoạn này. Ở trong giai đoạn này thì cái server này thì làm chậm 40 rất là khó kiếm, thực sự là rất là khó luôn. Hiện tại chưa có món nào làm chậm 40 hết, nên là cái dòng làm chậm 30 này cũng rất là đáng giá và sinh lực rất là cao. Nếu dòng ẩn 1 thì đáng giá hơn. Đó, những món đồ mà món này thì như mình cũng quên hỏi giá nữa, hình như nó bán không biết bao nhiêu nữa, không hỏi giá nữa, quên mất anh em. Rồi, món thứ tư, món là kháng hỏa 15 cho 20, nhìn vào rất là cùi em ạ, thật sự là quá cùi luôn. Nhưng nếu cái món này mà chúng ta mua khoảng vài trăm xu
400-500 xu gì đó thì nó thực sự thì kết hợp cái vũ khí choáng 20 là chúng ta đạt mốc choáng 40, hoặc là chúng ta 20 cộng với cái vũ khí 30 hoặc cái ngọc bội 30 nữa là 80 choáng thì cũng đáng đồng tiền bát gạo, sinh lực 66. Đó, những món đồ mà thực sự rất là cùi, nhưng thực sự là nếu mà ghép đồ lên thì vũ khí năm hành hệ thủy, hiện tại năm hành hệ thủy đang là cái bộ năm hành mơ ước của nhiều ạc như là võ đan, thiên nhận. Đó, nên là cái nón hệ thủy choáng 20 này rất là đáng giá đó anh em ạ. Nhìn thì cùi nhưng thực sự rất là đáng giá, nên em nhặt được món đồ nào mà kháng hỏa cao mà choáng 20-30 là anh em cũng bán được tiền nha, bán được vài trăm xu đấy. Nón này thì sức mạnh hơi cao và nhìn hơi xấu trai nên là chắc cũng bán được 100-200 xu gì đó. Món thứ năm còn món gì đây? À, cái món này thì võ đan, năm hành võ đan này. Món này cũng khá đáng đồng tiền bát gạo tại vì sinh lực cao, kháng lôi 15 tầm trung. Ở giai đoạn này thì tầm trung như vậy là quá ngon rồi, sinh lực cao rồi. Món này tầm một kim nguyên bảo chúng ta xúc được nha. À, mình nói thì không biết đúng hay sai, nhưng mong anh em định giá lại. Nếu anh em thấy kết cái món nào thì anh em định giá lại nha. À, món này thì quá là mắc óp rồi. Thì nón này thực sự là nhìn cho đẹp thôi. Tu la phát kết quá đẹp nhưng chẳng ai xài đâu. Mình muốn giới thiệu cho anh em thôi, nón này hệ kim chẳng ai xài đâu anh em. Nhưng được cái mắc óp để cho anh em biết là tình hình server giấc đồ như thế nào. Món thứ 7, nội lực cao. Nón này thì cho Thúy In ngon này. Nón này mua vài trăm xu cũng được nè. À, nón này mình vài trăm xu cũng quá ngon đó anh em. Rồi, nón này 19-30 nè. À, cái nón này mà trên một kim là mua được nè, 1-2 kim là mua được nè anh em. Như cái nón lúc nãy mình có nói thì kháng hỏa cao với choáng 20-30 đều có giá hết. Và sinh lực 60 cũng khá là được ổn. Nón này 1 kim 2 kim mua được nè anh em. Đó. 9, cái đai lưng làm chậm 30. Đai lưng làm chậm 30 này thì sinh lực nó hơi thấp, nhưng thực sự là ở giai đoạn này làm chậm để lấy mốc làm chậm thì chúng ta đến 20-30 thôi. Nói chung là cái đai lưng này khoảng trăm mấy trăm xu cũng được. Đây, một siêu phẩm mà sẵn giờ mình mới thấy, một siêu phẩm. Nãy giờ mình quên mà để cái siêu phẩm này lên đầu chứ, lên đầu cái video, nhưng thực sự là đến giai đoạn này thì chúng ta thấy là một siêu phẩm mà sáng nay. Cái đang ra giá là 15 kim nguyên bảo, tức tử là hơn 1 triệu anh em ạ. Hơn 1 triệu cái dây chuyền này. Nói chung cái dây chuyền này tầm 10 kim mua được. 10 kim giá 10 kim là được, nhưng chắc chắn chủ ạc không bán đâu. Tại server này quá đông nên là cái món, những món đồ hệ kim này rất là có giá trị. Nhưng chủ cái món đồ này đang giao giá là 15 kim nguyên bảo, không biết là bán được chưa, mà không biết bán được bao nhiêu. Đó, 15 kim nguyên bảo, như là 1 kim nguyên bảo là 70.000. Đó. Một siêu phẩm đó anh em ạ. Thôi, cái mặc dù bảo tay cấp 7 mà được cái làm chậm 30. Đó, anh em thấy ngon không? Cái này kết hợp với ngọc bội 20 nữa là đúng bài đặt mốc làm chậm rồi. Server này làm chậm khó kiếm lắm anh em ạ. Nên là anh em nhặt được món làm chậm 30 mà sinh lực cao là cố gắng bán có giá lắm nè. Đây, một cái áo hệ kim. Còn nữa cũng là một siêu phẩm luôn. Áo này hiện tại thì có người đang trả giá 8 kim. 8 kim nguyên bảo áo này. Nếu áo này mà nội lực lên 100 nữa thì được, thật sự là không thể bàn khỏi bạn luôn. Xài đến lúc sập server luôn anh em ạ. Áo này mà chỉ cần sinh lực 92 nữa là phải sập server luôn. Tại vì nó liên quan tới năm hành vũ khí thủy. Đó, của nữ rất là nhiều mơ ước, nhìn thơ không anh em. Bây giờ mình giới thiệu anh em hai siêu phẩm rồi đó. Trời, cái nhẫn này cũng là siêu phẩm này. Nhẫn này thì mình không kịp hỏi giá nó, nhưng cái này cũng là siêu phẩm cho cái bang, cái bang thiên nhẫn gì đó, năm hình hỏa thì phải, năm hình hỏa nó mang cái nhẫn đó, ngon không em, quá ngon. Rồi giới thiệu một cái siêu phẩm, mà siêu phẩm này thì không có giá trị bao nhiêu, nhưng cũng gọi là siêu phẩm tại vì nó quá mắc óp. Nhìn nó mắc óp nhưng thực sự cái món hệ thổ này thì không có giá trị bao nhiêu, tại vì thực sự là không ai mang cái nón này. Nói chung là nhìn cho đẹp thôi. Rồi mình xin lướt qua, tại video nó hơi dài, mình xin lướt qua cái nón này. Nói anh em có thấy nón này siêu phẩm không? Đây, một cái nhẫn nữa, cái nhẫn cũng là gọi là siêu phẩm luôn, 15-30. Nếu nhẫn này mà nhẫn hệ thủy nữa là tiền về lúa về đầy bồ rồi. Thực sự nhẫn hệ thổ nó không đáng giá bằng nhẫn hệ thủy.
nhưng gọi là cũng là ngon rồi. Trong vài ngày đầu mà chúng ta thấy thì những món đồ đều bán với những giá mà không thể nào mà tưởng tượng được, tại vì cái server đồ nó rất là nhiều ạ, nên là việc đồ rớt ra rất là nhiều người mua là điều đúng dĩ nhiên thôi. Đó, video thì mới có 10 phút thôi, mình cũng giới thiệu sơ qua một số món đồ mà ngày hôm nay mình thấy. Nếu những anh em nào thấy những món đồ VIP thì anh em có thể chụp màn hình lại, chụp màn hình game lại bằng nút green screen trên màn hình, để cho anh em nắm được cái tình hình đồ rớt ra tại server. Có những món đồ thì anh em khi rớt ra anh em chỉ cần giao một phát là có người hốt ngay rồi, nên là không kịp, mình cũng không thể nào online 24/24 để nắm tình hình server. Nhưng cũng cái tình hình tiền vàng thì mình có thể nắm được để báo cho anh em biết là tình hình hôm nay giá như thế nào. Hiện tại Tống Kim đang giao dịch từ 150 xu đến khoảng 180 xu. Có người bán 200 xu. Nhưng theo mình biết thì giá 150 đến 180 xu. Kim Nguyên Bảo 80 vạn, đó anh em có thể thấy. Rồi, như vậy video đến đây là tình hình thị trường tại server Đại Phật Sơn. Trong ngày thứ này là ngày thứ thứ tư. Từ ngày mở ngày 19, 20, 21, 22. Tính ra là ngày thứ tư anh em ạ. Ngày thứ tư của server. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ. Nếu anh em thấy hay thì anh em tặng mình một like. Nếu thấy dở thì anh em cũng tặng cho mình một like nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em. Nếu anh mong chờ những anh em xem Phật Sơn, anh em bấm kênh, bấm đăng ký theo dõi kênh và bấm chuông để đón xem những video mới về tình hình thị trường tại server Đại Phật Sơn những ngày tiếp theo. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em. Chúc tất cả anh em chơi game vui vẻ và chúc tất cả anh em nhận được những món siêu phẩm nha. Bye bye anh em.